Cuối cùng thì cũng đã update xong rồi mọi người. Và mở đầu cho video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một loài cá khá là hiếm trong bản cập nhật lần này. Hình như con này là Mega Băng hay sao mọi người. Mình không biết tên cụ thể nó như nào nhá. Nhưng mà trailer khá là đẹp. Và đây là ngôi nhà cho mọi người, khá là hóng đúng không? Mình vừa mới tìm được một bạn có ngôi nhà như này để mình vào quay review cho mọi người. Đánh giá đầu tiên của mình về ngôi nhà mới thì khá là rộng, và ở trên bầu trời mọi người chúng ta sẽ có một cái cực quang khá là đẹp luôn. Và cái map này thì mình thấy giống ở trong khu cắm trại mọi người ạ. Chúng ta sẽ có một cái hồ băng ở giữa để cho mọi người câu cá. Và mình có đọc sơ qua thì ở trong hồ băng này từ bóng 1 cho đến bóng 5 là đều có cá băng nha mọi người. Cho nên là tí mình sẽ vào test thử câu một vài con cá xem như thế nào nha. Rồi mọi người, khá là đông luôn đấy. Kiểu nhà mới mọi người thi nhau câu luôn. Mình bác cần là test thử xem là có được con cá băng nào không. Mình thấy mọi người comment ở trên group là trong này chúng ta có một hộp bốc thăm mới nữa. À quên, một hộp đúng rồi, hộp bốc thăm mới. Đây như hộp bốc xăm con bingo à. Và cái hộp bốc thăm này thì là bóng 3 nha. Mình vừa gặp một cái bóng 3 đây luôn mọi người. Không biết có đây là hộp mà băng này không. Mình chưa biết tên cụ thể cái hộp đấy là gì, nhưng mà để mình tâu thử xem nào. Bóng 3 nhưng mà nhấp mạnh nha mọi người. Mình nghi khả năng là cái hộp băng đấy lắm. Bóng 3 bơi chậm mà nhấp mạnh. Nếu mà nhấp bình thường thì loài cá chép mới lại mấy con cá bình thường đó mọi người. Bóng 3 mà nhấp mạnh là khả năng cao là sẽ được hộp bốc thăm. Rồi nha mọi người, đúng luôn, hộp băng đông cứng. Uầy, hộp mới này. Chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ gì đấy. Mình mở xem là cái gì nha mọi người. Đây mọi người, su bingo băng này, được 17 xu. Uầy, nhiều thế. Không biết lần này mở sẽ tốn bao nhiêu xu nữa. Rồi nha, map mình thì có bọn bạn vừa lên được một con cá, cái gì nhỉ? Đây là cá sấu băng mọi người. Và trong cái nhiệm vụ cần thủ băng ấy, chúng ta có một cái nhiệm vụ đó là phải chụp con cá sấu băng này. Thì mình tranh thủ bác máy ảnh ra chụp ké luôn mọi người. Và hoàn thành luôn cái nhiệm vụ của ngày hôm nay luôn. Đã quên, nhiệm vụ sự kiện luôn đấy. Nhưng bạn này khá là hên nha, bóng 5 lên được con cá sấu băng. Và mình vừa mới trích thử cho mọi người ạ. Ở trong cửa hàng đối với cái ngôi nhà mới này thì có giá hẳn là 899.000. Tính tròn lên chúng ta sẽ phải mất 900.000 tiền thật nha mọi người mới sở hữu được ngôi nhà này. Nói chung là khá là đắt đối với một người cày trai như mình. Mình cứ lúc đầu mình tưởng là sẽ bán bằng kim cương cơ, thì mình có khá là nhiều kim cương thì máy đủ để mua, nhưng mà không, bán bằng tiền sao, quên, bán bằng tiền thật nha, khá là hên, quên, khá là xui. Tiếp theo là mình sẽ trích cái quà tặng của ngày hôm nay xem là được cái gì của báo chí mọi người. Chúng ta sẽ nhận được một hộp tiền sao này và một hộp đá may mắn nha, hay nói khác là một hộp kim cương. Đối với hộp tiền sao mình mở xem được bao nhiêu, 500 tiền sao nha. Và hộp kim cương này test thử nhân phẩm ra được bao nhiêu, uầy, 6 kim cương, khá là xui rồi mọi người. Rồi, chúng ta xem có gì nào không. À đúng rồi, bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người ra Plaza. Chúng ta đến một cái cửa hàng, chính là xưởng chế tác nha mọi người. Mình thấy bảo là trong đợt này chúng ta update thêm cả món đồ chế tác mới ấy. Đây nha mọi người, đầu tiên thì mình phải nhận cái vé copper đã. Vé bốc thăm bono bono. Sau đó thì đây mọi người ơi, đồ của sự kiện này nha, chúng ta liên quan đến đồ băng. Khá là nhiều đồ băng luôn. Hình như cái gói này là ở trong gói VIP phải không mọi người. Mình cũng không nhớ lắm. Nếu bạn nào biết thì nhớ comment phía dưới giúp mình nha. Nhưng mà cái bộ đồ này thì chúng ta phải mất bằng thỏi vàng mới chế tạo được ấy. Và mình thì không có thỏi vàng mọi người, cho nên là không đủ tiền để chế tạo luôn. Nên là xem qua review cho mọi người thêm thôi, chứ mình không đủ tiền chế tạo những cái món này. Đồ thì cũng khá đẹp mọi người ạ. Đồ băng như mình nhớ không nhầm đến gói VIP thì phải. Nhưng mà thôi, dành cho người có tiền thôi, mình cày chay. Và chúng ta có một cái loại mồi câu mới, chính là mồi kem nha mọi người. Cái mồi này thì sẽ có hiệu năng là tăng 50% xác suất của cá băng ấy, sự xuất hiện cá băng. Cái này thì mọi người sẽ phải chế tạo để làm nhiệm vụ. Những cái này mình sẽ để hướng dẫn mọi người sau nha. Tiếp theo là mình sẽ cho mọi người một cái nội dung chúng ta phải check xem là lần này chúng ta sẽ có sự kiện gì. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sự kiện là cần thủ biển băng nha mọi người. Đối với nhiệm vụ này và cái sự kiện này thì mình cũng đã hoàn thành được vài cái rồi. Vì lúc nãy mình vào game, mình đi làm mấy cái linh tinh là hoàn thành. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sự kiện nữa là phá băng bingo nha. Cái này thì giống với sự kiện slam trước đây mọi người. Mọi người sẽ dùng cái su bingo để đổi thành các hàng dọc. Và phần thưởng mọi người nhận được chính là cái bộ đồ trang phục như mọi người thấy ở trong hình nha. À mình quên mất một điều mọi người. Đó là hướng dẫn mọi người cách để kiếm được cái su bingo kia nha. Trong cái phần su bingo này thì chúng ta sẽ có tất cả là 4 cách nha mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ câu được cái hộp như lúc video đầu mình đã câu. Tiếp theo là mọi người sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ của sự kiện cần thủ băng này. Và thông qua nhiệm vụ hàng ngày, và cuối cùng là phần thưởng đăng nhập của hàng ngày nha mọi người.
Chúng ta sẽ có bốn cách tất cả để kiếm được xu bingo. Cái này thì mình chắc là sẽ để nhiều nhiều mình sẽ mở một lần mọi người ạ. Nó giống cái sự kiện slam trước đây, cho nên là cũng khá là dễ làm. Tiếp theo để mình xem một nội dung gì nữa nhỉ? Đúng rồi, mình nhớ không nhầm là ngày hôm nay chúng ta sẽ có gấu thăm mới sao ạ? Nhưng mà không nha mọi người, mình vừa lướt một loạt xong thì đây chúng ta toàn là những gói cũ và không có gói mới mọi người ơi, chỉ ngoài những cái gói mở bán trên này thôi, chúng ta không có gói mới rồi nha mọi người. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái bảng tên mới. Ủa, vừa vào xong được cái bảng tên thần tượng này, thì trong sự kiện lần này chúng ta sẽ update lên là 97 bảng tên nha, cũng khá là nhiều luôn đấy. Và chúng ta sẽ có sắp xếp theo kiểu ngày tháng cấp này, rồi theo ngày nhận cái kiểu này, rồi theo chuyên ngành nhé, các kiểu. Nói chung là cũng là một cái đổi mới mọi người ạ. Nhưng mà có 97 cái biển tên thì sắp tới là chắc lại phải dành thời gian để xem nghiên cứu từng biển tên xem kiếm như nào mọi người. Nhưng quá là nhiều luôn dành cho một người để chúng ta phải tìm hiểu. Chúc mừng các bạn lần này. Và mình xem nào. Wow, còn nhiều thứ lắm mọi người ạ, còn nhiều bảng tên lắm. Nhưng mà chắc là thôi, mình sẽ xin tạm dừng cái video ngày hôm nay đây nha. Và trước khi video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên kéo xuống cho mình đăng ký kênh, một like video giúp mình, và để mình được tiếp tục làm các clip gửi mọi người nha. Bye bye cho mọi người.